Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn H Đẹp Channel, bạn hỏi là cho hỏi trong tầm giá 3 triệu thì nên mua Realme C3 hay là Realme 5, mong anh tư vấn với nhé. Thì với cái yêu cầu này của bạn thì mình sẽ soi anh từng phần một như này. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người nhé. Nhưng mà mình thấy là thực dụng hơn và bám tay hơn, cảm giác cầm nắm tốt hơn sẽ là Realme C3 với cái mặt lưng sần ở phía sau. Nó không để lại mồ hôi xuống tay, nó đỡ bẩn hơn. Nhưng mà nếu mà bạn muốn một cái thiết kế nó bóng bẩy hơn thì bạn sẽ lựa chọn Realme 5. Đấy, màn hình thì hai con này gần như là giống hệt nhau, không có điểm gì khác biệt cả, đều là 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng, đều là tấm nền IPS và cũng đều là của một hãng thôi, nó chẳng có gì khác biệt cả. Hiệu năng ấy thì mình đánh giá là Realme C3 với cả con Realme 5 này thì cũng xem với nhau thôi. Có chăng là chip Snapdragon 665 nó sẽ ổn định hơn chip Helio G70 ở một số những trường hợp. Đấy, admin khảo mình cũng đã có những video nói rồi đấy. Đấy, nhưng mà được cái là cái con Realme 5 này nó lại có bộ nhớ trong là 64GB, nó sẽ tốt hơn nhiều so với cả bộ nhớ trong 32GB của con Realme C3. Pin thì cả hai sở này đều là 5000 cả và đều trâu cả, nhưng mà cũng đều không hỗ trợ sạc nhanh. Đấy, còn về camera thì cái con Realme 5 nó sẽ nổi bật hơn con Realme C3 ở chỗ là nó sẽ có thêm camera góc rộng, còn Realme C3 thì không có. Đấy, nhưng hãy chú ý rằng là hai sản phẩm này lệch giá nhau đến 1 triệu. Trời ơi, 1 triệu là một khoảng cách tiền rất là lớn rồi để chúng ta có thể phân vân rồi. Ví dụ như mình có tham khảo tại Hoàng Hà Mobile, bây giờ thì Realme 5 phiên bản RAM 3 bộ nhớ trong 64 đang là 3.690.000. Đấy, thì cái con Realme C3 thì nó rẻ hơn khoảng 1 triệu, nó tầm khoảng 2.6-2.7 gì đó. Đấy, thì mình nghĩ là với 1 triệu đó mà trong cái tầm giá từ 2.6-2.7 lên đến tận 3.6-3.7 như thế này thì mình sẽ lựa chọn Realme C3, đơn giản là bởi vì nó rẻ, chỉ thế thôi. Đấy, chứ còn ở trong cái tầm giá của Realme C3 thì nó có con Vsmart Joy 3 là đối thủ chính đấy. Nhưng mà trong cái tầm giá của Realme 5 này nhá, có rất nhiều con đang cạnh tranh con Realme 5. Ví dụ như là Realme 3 Pro này, ví dụ như là Vsmart Leaf, Vsmart Active 3. Đấy, nghĩa là con Realme 5 này thì nếu mà đã cố lên được cái tầm của Realme 5 rồi thì chúng ta sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn khác. Còn ở trong cái tầm của Realme C3 thì chỉ có nó và con Vsmart Joy 3 là những cái con mà mình nghĩ là đáng được lưu tâm tới. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn là Lĩnh Nam Phan. Bạn hỏi là chào anh, em đang phân vân giữa Vsmart Active 3 và Redmi Note 8. Nhu cầu của em đó là camera đẹp, chơi game ổn, màn hình đẹp, sử dụng trong 4 năm. Nếu mà với các cái yêu cầu này của bạn thì mình thấy là camera đẹp hơn thì sẽ là con Active 3. Con Active 3 thì camera khá ổn đấy nhá. Đấy, chơi game ổn thì mình đánh giá là con Redmi Note 8 sẽ chơi game ổn hơn. Màn hình đẹp thì mình đánh giá là màn hình con Active 3 sẽ tốt hơn. Còn sử dụng trong 4 năm thì cả hai con đều không được sử dụng ổn trong 4 năm đâu. Đấy, nếu mà là để mình lựa chọn con nào trong hai con này ấy, thì thực sự là cũng rất là khó. Nếu mà cộng một điểm vùng cho Active 3 thì rõ ràng là Active 3 nó sẽ nổi bật hơn rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Đức Nguyên. Bạn hỏi là anh Dương ơi, sao không để video tỷ lệ 18:9 đi anh? Thấy anh trung thành với tỷ lệ 16:9 thật. Thực ra là mình cũng rất là muốn để cái tỷ lệ 18:9. Nhưng mà một vấn đề xảy ra đó là thứ nhất là tỷ lệ 18:9 nó vẫn chưa phổ biến. Và thứ hai nữa là bây giờ cái màn hình điện thoại ấy, thì nó lại có rất là nhiều những tỷ lệ. Ví dụ nhá, bây giờ video của mình để tỷ lệ 18:9 đi, thì mình xem phim, xem video của mình ngay trên chiếc S20 Ultra này, nó vẫn bị những giải đen cơ mà, đúng nào. Hay là nếu mà mình sử dụng ở trên những cái sản phẩm màn hình cũ, ví dụ như là màn hình tỷ lệ là 16:9 giống kiểu trên iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus đi, thì nó cũng lại bị giải đen, nhưng mà giải đen trên dưới. Đấy, các bạn hình dung được không? Nghĩa là cái tỷ lệ 18:9 là mình thấy là không hợp lý ở thời điểm hiện tại nếu mà mình làm video đó. Bởi vì điện thoại bây giờ đâu có phải là nó có chỉ có duy nhất một tỷ lệ màn hình là 18:9 đâu, đúng nào. Hay là ví dụ như xem ở trên TV bây giờ, phần lớn TV vẫn là 16:9. Đấy, nên là mình là một người thực tế, là một người thực dụng, nên là mình thấy là tỷ lệ 18:9 là chưa hợp lý ở thời điểm hiện tại, nên là mình vẫn để tỷ lệ là 16:9. Và bản chất của vấn đề đó là nếu các bạn xem video tỷ lệ 16:9 ở trên kênh của mình thì cái phần diện tích hiển thị nhá, là nó sẽ vẫn lớn hơn là diện tích hiển thị ở trên tỷ lệ 18:9 cơ mà, đúng không nào. Chúng ta đỡ phải bị cắt đi phần trên phần dưới. Chứ còn nếu mà bây giờ mà ví dụ như con này đi, tỷ lệ màn hình của nó là 18:9 này, xong rồi tất cả những con điện thoại khác nó đều tỷ lệ là 18:9 thì mình sẽ để ngay và luôn là tỷ lệ video là 18:9. Chứ còn có con thì là 20:9, có con 21:9, có con 19:5:9, rồi là 18:5:9, 18:7:9. Đấy,
thì thực sự là có rất nhiều những tỷ lệ đó, nên là mình mới không để là như vậy. Đấy là còn chưa kể là nếu mà bây giờ mình để tỷ lệ là 18:9 ý, thì thực sự nếu mà các bạn xem video của mình trên iPad ý, thì các bạn sẽ cảm thấy đó là một ác mộng. Bởi vì là iPad là tỷ lệ nó tương đối vuông, nó là 4:3, nên là nếu mà các bạn xem 18:9 thì nó bị giải đen nhiều lắm, nó khủng khiếp luôn. Đấy, nên là mình không để 18:9 là như vậy. Tất cả đều có cái lý do của nó cả. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Channel Game. Bạn hỏi là: anh thấy Realme 6 với Realme 5 Pro con nào đáng dùng hơn khi giá nó ngang nhau? Mong anh trả lời giúp em. Thực ra là giá của Realme 6 và Realme 5 Pro chưa chắc đã ngang giá nhau đâu. Mình chưa biết là giá chính thức của Realme 6 về Việt Nam là bao nhiêu, nhưng mà giá của nó công bố ra ở Ấn Độ là 4,2 triệu. Ấn Độ cũng là một trong những nơi mà bán Realme thuộc dạng khá là rẻ trên thế giới rồi. Đấy, và cũng tương đối sát với giá ở Việt Nam. Thì giá của Realme 5 Pro bây giờ nó loanh quanh tầm khoảng Realme 5 Pro thì nếu mà hàng chính hãng nhé, tại Hoàng Hà Mobile bây giờ nó rơi khoảng tầm khoảng 4,5 triệu hay 4,6 triệu gì đó. Đây mình sẽ thử search luôn xem nó là bao nhiêu nhá. Đây, 4,490,000 đồng. Ồ, thì cũng hợp lý, quá hợp lý luôn. Giá của Realme 5 Pro tại Hoàng Hà Mobile giờ là rất hợp lý rồi. Đấy thì mình thấy là như này này, Realme 6 sẽ có những điểm gì cải tiến hơn. Thứ nhất, đó là thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người, không bàn tới nhá. Nhưng màn hình của nó sẽ là màn hình 90Hz này. Hiệu năng của nó là sẽ tốt hơn với Helio G90T này. Đó, camera của nó thì nhiều khả năng là sẽ ổn hơn đấy. Thời lượng sử dụng pin thì sẽ tốt hơn. Pin là khoảng 4.000 mấy. Đấy, thời lượng pin sẽ tốt hơn. Rồi là sạc thì sẽ là nhanh hơn. Và với tất cả những điều đó, nếu mà về Việt Nam mà hàng chính hãng nhá, mà nó đắt hơn con Realme 5 Pro khoảng 500 đi, thì mình sẽ mua Realme 6. Còn nếu không thì mình sẽ mua Realme 5 Pro. Bởi vì đơn giản là bây giờ giá Realme 5 Pro tại Hoàng Mobile đã là rất là tốt rồi. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Võ Phương bạn hỏi là: chào anh, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn bạn. Em có 2-3 triệu mua máy với điều kiện đó là chơi game mượt, pin trâu, không cần chụp ảnh đẹp, cấu hình mạnh, mong được lên sóng. Nếu mà từ 2-3 triệu bây giờ thì mình nghĩ là ngon nhất với cái khả năng chơi game, bạn nên lựa chọn Realme C3. Realme C3 thì đang được bán tại Hoàng Hà Mobile với mức giá chỉ loanh quanh tầm khoảng dưới 3 triệu thôi. Giá như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Pin 5.000 là quá ổn rồi đúng không nào? Không chụp ảnh đẹp thì con đó chụp ảnh khá ổn đấy, ổn ở trong tầm giá đấy, chẳng qua là nó không có camera góc rộng thôi. Cấu hình là con chip mạnh mẽ nhất ở trong tầm giá đấy. Và nếu để lựa chọn để chơi game thì đó là một sự lựa chọn mình nghĩ là hợp lý. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Long Vương Đát. Bạn hỏi là: anh ơi, em đang phân vân giữa iPhone 11 và Galaxy S20. Nhu cầu của em là hiệu năng, pin trâu và cho oai nữa. Thực ra là mình thấy là như này này, hiệu năng thì mình thích hiệu năng trên iPhone 11 hơn đấy. Về pin trâu thì mình đánh giá là cả hai chiếc điện thoại này pin đều ổn cả. Đấy, nhưng mà mình có một cái cảm giác đấy là sử dụng iPhone nó vẫn có một cái điểm gì đó nó tối ưu được tốt hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà đánh giá sử dụng chung nhá, thì mình đánh giá là ngang nhau. Sạc nhanh hơn thì sẽ là con Galaxy S20 đấy. Còn cho oai nhá, thì về tính nhận diện thương hiệu là mình đánh giá iPhone 11 là tốt hơn và cầm lên nhìn oai hơn, ở cái chỗ là nếu bạn cầm con Galaxy S20 ấy, rất nhiều người sẽ lầm tưởng là bạn đang cầm một chiếc điện thoại tầm trung của Samsung, ví dụ như là A71 hay là Galaxy A51. Còn cầm iPhone 11 lên thì ít nhất là họ biết đây là một dòng của iPhone và là iPhone đời mới, như đã đắt tiền đấy. Nên là nếu mà đáp ứng được các cái tiêu chí này của bạn nhá, thì bạn nên lựa chọn iPhone 11. Còn với cá nhân mình ý, thì mình là một người thực dụng thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn Galaxy S20, bởi vì là S20 có một số những điểm mà mình cảm thấy khen như thế này này, thiết kế nó ổn hơn đấy. Đặc biệt là cái phần mặt trước nhìn rất là đẹp, cầm lên như kiểu cầm một tấm kính, màn hình 2K và tần số quét cao hơn nữa. Đấy, hiệu năng thì mình cũng chỉ cần S20 là đủ rồi, không nhất thiết là phải cần iPhone 11. Đấy, camera thì S20 rất là đa dụng hơn. Thời lượng sử dụng pin thì cũng đều trâu như cả iPhone 11 cả, nhưng mà S20 có 2 SIM, còn iPhone 11 chỉ có 1 SIM thôi. Đấy cũng là một cái điểm mà mình cần phải cân nhắc. Bộ loa ngoài của S20 nghe hay hơn, và công nghệ âm thanh Dolby Atmos của nó sẽ giúp cho mình khi nghe qua tai nghe và nghe qua loa ngoài sẽ tốt hơn. Kháng nước kháng bụi thì cả hai con đều có rồi. Đấy, thì nếu mà là mình thì mình sẽ ưu tiên S20 vì đơn giản là giá nó rẻ hơn và nó có 2 SIM, thế thôi. Chứ nếu không thì iPhone 11 cũng là một sự lựa chọn rất ngon của Apple rồi. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Vân Phan. Bạn hỏi là: có nên mua Realme 3 Pro giá 3,490,000 trên Hoàng Hà Mobile hay không? Được bảo hành 12 tháng thôi à? Bảo hành 12 tháng thì mình thấy là cũng là mức độ bảo hành cơ bản mà, mình thấy cũng ổn mà. Còn con Realme 3 Pro thì mình đánh giá là đây là một sản phẩm hiệu năng tốt nhất
ở trong tầm giá với chip 710. Trong cái tầm giá 3 triệu rưỡi này thì bạn chỉ lựa chọn được Active 3 với chip Helio P60 hay là Vsmart Link với chip 675 thôi. Và với tầm giá đó là bạn đã có thể mua được Realme 3 Pro với chip 710 rồi. Và sạc của Realme 3 Pro cũng là nhanh nhất ở trong tầm giá với sạc nhanh VOOC. Đấy, pin 4000 mAh cũng ở mức độ đủ dùng rồi. Màn hình thì cũng là Full HD cộng và thiết kế là cũng gọi là bóng bẩy. Đấy. Camera khá đẹp, mỗi tội là không có camera góc rộng thôi. Và nếu mà là mình thì nghĩ là bạn đừng có phân vân nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc bạn phân vân thì rất có thể Hoàng Hải Mobile sẽ bán sạch, bán hết cái sản phẩm này. Đó. Và như vậy là câu hỏi của bạn Vân Phan cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.